có coi coi cái từ 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 xoay được mà. Đâu từ từ đấy cứ canh cho nó đều ha, cái đó để mình bắt cái bình vô bắt motor lên rồi mình mới canh được. Không phải chúng nó đụng hang này là được, không cần đâu, từ từ gì thì còn muốn thì kéo lên. Chưa đâu, chỉ cần bỏ vô kia mới canh dễ hơn. Giờ bán cái motor vô luôn, khóa bánh đó. Khóa bánh nhưng mà nới mà ốc lên tí nữa mới được. Mạnh luôn thôi. Đó. Nó bị hư rồi. Xoay gối lại. Không gối đó được rồi. Ở canh chỉnh sao đi. Không giữ. Xài cái gối này tao gối này nó nằm đây đúng rồi chứ. Nới con này ra nữa thử nó hết hết răng chưa, nới ra thì nó xuất vô. Thank you.
Kế thế kế. Bác vô trước đi, phải canh sao? Bác một con, hai con. Cái bình kia là hình như của xe này. Mình đang xài chứ. Ừ. Chứ đâu phải của xe kia đâu. Chứ từ từ canh xe. Chứ con tạc chứ. Giáo cũ. Bởi vì thằng này là cái hộp nó bắt trùm qua thôi, chứ không phải như nguyên cái hộp. Cái thùng y thùng lỡ thùng nó chỉ trùm cái motor thôi mà nó bát chỗ nào ta hả có ốc có ốc có nó che cái motor à còn bát cái bộ sạc không biết bát chỗ nào nữa. Qua bộ sạc nào được được cho rồi. Trời hôm nay bác cho điện 110 cho nè. Giữ nó lái con 17 dạng như kia như con chơi bị kia chết rồi cái này cũng răng này dạng cứng như
được cỡ đó. Bắn mạnh chứ. Giật mình. Nay có Dũng đặt thùng luôn biết rồi. Đó thử cái bình như thế nữa. Sáng cái đầu nó vô. Sáng cái đầu đó nó vô. Cho thằng kia nó nằm lên trên nè, thằng này nằm vô ấy. Hết cỡ luôn hả? Còn đủ dầu không? Nó lan vừa thôi, không chạy. Khi có tải nó tè tè vô nó mới lan. Không sao. Cứng. Giờ kê nó lên để mới siết ngóc lại được. Kê nó cao quá càng lên. Lái cài góc ngang qua là nó. Dùng xuống luôn, hết cỡ đây. Xuống nữa, nữa. Vừa động thôi nhé. Đâu, xuống nữa đây. Vừa động nặng quá, không dùng làm biết nhé. Xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa. Xuống cao lắm. Không, xuống nữa. Rồi, siết ốc lại cho nó căng vừa vừa là được rồi. Cho nó đều hai da là được. Phải siết nhiều lắm, phải anh khó canh. Em cứ ở đây là... Có hồi nãy để vừa chạm thằng này là anh canh hai thằng nó căng đều là đẹp luôn rồi chứ. Chứ để vậy làm sao? Nhưng mà nãy đang hụt dai nè, đang hụt ốc nè. Đã hụt chứ mà. Vừa chạm cái này nè. Thằng này dùng là dưới này. Này dùng hơn nè. Canh siết chặt lại luôn nó cao. Này lắp cái ốc cái lại luôn.